Được chưa? Đó giờ em đi lấy mụn nhiều không? Em bên kia em cũng đi 1-2 lần. Văn á. Mình chưa mở máy lạnh nó quên. Cái này em về là mai em sưng chứ không chị? Sưng hả? Dạ. Không đâu em, nó đâu có sưng, nó chỉ hơi đỏ đỏ thôi. Chút nữa làm xong nó cũng đã giảm sưng rồi. Xong rồi là em ngủ một đêm, sáng mai là nó bình thường lại. Nhưng mà nó da nó sẽ hơi đỏ đỏ một chút. Tầm 2 ngày là nó hết đỏ. Tại thuốc bên chị nó làm liền da nhanh á. Nó liền cái da lại trong vòng 1 giờ đồng hồ á. Cho nên là nó không có để lại dấu vết gì hết trơn á. Sao em bị này chị? Cái này mụn thì nó nhiều nguyên nhân, nó muốn bị thì nó bị thôi em ơi, nó muốn mọc đâu nó mọc rồi, cái khó biết được tại sao lắm. Giống như em bị 1 năm đúng không? Thì 1 năm về trước nó có cái gì mới hay đặc biệt không? Tại vì thường thường mụn ẩn nó thường là do em thay đổi cái gì đó nó mới bị. Dạ đúng rồi, lúc trước em làm bên nữ trang á chị. Dạ, làm bên môi trường bụi. Đó. Xong rồi nó lên. Thường là những cái mụn ẩn này là do cái nguyên nhân là em thay đổi một cái gì đó. Dạ. Là nó bị vậy thôi. Tùy nha, cái mụn của em thì là vậy đó. Trước nó ẩn không? Đúng rồi, ẩn Xong không? rồi sau này em thấy nó mụn viêm lên em hơi sợ. Viêm là do em không lấy ra em. Mụn ẩn là nó ngộ lắm. Mụn ẩn nó nằm vậy nhưng mà em không lấy ra là nó viêm lên liền. Nó thành mụn viêm liền. Mà mụn ẩn là nó sẽ không có cái đầu. Nó nằm sâu ở phía dưới á. Bởi vì em ở nhà em tự lấy đâu có được. Rồi để thì nó viêm, nó thành mụn bọc, nó ngộ vậy đó. Em cũng nói nhiều người nói tuổi đang lớn vậy chị. Tuổi đang lớn thì giờ em cũng 19 thì nó cũng qua rồi. Rồi nói là mụn ẩn, người ta kêu bảo để từ từ hết. Em để hoài. Để hoài mà nó không hết đúng không? Mụn ẩn nó nằm sâu lắm, nó không có ra được. Thí dụ giờ em có bôi mấy cái gì đó, cái gì à, cái gì nghe. Cái gì mà kích còi mụn đồ á, giống như đẩy mụn à, bôi mấy cái đẩy mụn á, nó cũng lên mấy cái con viêm vậy thôi, chứ nó không thể nào nó hết được, nó không có lộ cái đầu ra được. Mụn ẩn là chỉ có phương pháp là lấy ra thôi. Tại vì lấy ra rồi nó mới sạch được. Em nhìn con mụn này, em để em da em bôi cho nó hết đây. Thấy không, thấy nhân không?
bao nhiêu cho nó hết vậy? Con này con lấy nó mập như con đuông dừa vậy đó. Trong đó thấy tao không tí? Ở trên á. Làm đi làm về rồi đó. Dạ. Ý là đi làm về rồi đó ha. Đúng. Thường thường em làm 5 giờ là em mới nghỉ. Tại nay em đi tiêm vaccine đó chị. Ừ. Mũi mấy? Mũi 3 chị. Mới mũi 3 à? Dạ. Nó còn vô uống ngủ ấy nha. Uống nu hiền muội. Mẹ em với mẹ em lấy chồng về dưới Tiền Giang hay sao? Dạ đúng rồi. Là ba là người Tiền Giang ha. Dạ. Nhưng mà hồi xưa là khai sinh em ở đâu? Cái sân em Vũng Tàu. Giờ là mã định danh ở Vũng Tàu luôn đó. Dạ. Rất là nghi ngọc vậy đó. Thích thích nghe. Dưới này nó hơi đau nghe chứ. Em có hay về Tiền Giang chơi không? Dạ, từng nào cũng về chị. Do cũng gần mà đúng không? Dạ. Em kế bên Long An. Qua cầu rồi đó. Ừ, để chạy xíu nha. Dạ. Ăn gì chưa? Chưa. Đói không?
Nhìn như hạt ngọc vậy đó nha. Mm.